Nằm ở phía bắc của huyện Võ Nhai, khu di tích Thần Sa là nơi lưu giữ chứng tích của loài người, gồm 10 di chỉ của người Việt cổ. Trong đó đặc biệt là di chỉ khảo cổ mái đá ngườm. Qua 3 lần tổ chức khai quật khu vực di chỉ này, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 3 bộ xương người Việt cổ cùng rất nhiều chứng tích, dụng cụ sản xuất thuộc các nền văn hóa Bắc Sơn, Hòa Bình và Thần Sa. Với những giá trị về khảo cổ, lịch sử và văn hóa, hàng năm, khu di tích Thần Sa đón nhiều đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu. Đây là một trong những cái nôi của loài người. Người ta đã xếp hạng, cũng là một cái di tích là phải nói là độc đáo nhất ở Đông Nam Á. Các cái năm trước ấy, thường thường mỗi năm là ít lắm cũng phải khoảng hơn 30 đoàn. Sang năm 2022 thì phải nói là bây giờ là nó có rất nhiều những cái mà triển vọng. Tức là các đồng chí là rất quan tâm, chuẩn bị hết tất cả các thứ để mà chuyển sang là khai quật lần thứ 3. Làm thế nào để mà công nhận cái di tích khảo cổ học Thần Sa là di tích cấp quốc gia đặc biệt? Xã Thần Sa thì cũng sẽ nhất là tăng cường về tuyên truyền đến với người dân và để hiểu biết và nắm rõ. Có thể những các thông tin thì mình sẽ đưa lên trang thông tin điện tử thì cho các khách thập phương người ta sẽ hiểu biết và đến được nhiều hơn ạ. Đặt chân đến xóm Mỏ Gà, du khách ghé thăm ngôi đình cùng tên được xây dựng từ năm 1920 theo lối kiến trúc đình làng truyền thống của vùng Bắc Bộ. Đình là nơi thờ thành hoàng làng Cao Sơn Quý Minh Đại Vương. Trong những ngôi nhà sàn, du khách sẽ được bà con dân tộc Tày hướng dẫn cách giã và gói bánh dày, chế biến những món ăn đặc trưng. Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào âm thanh ngọt ngào của những điệu then, tiếng đàn tính. Tính tôi thì mới tổ chức đón khách từ tháng 5, tháng 6, nhưng mà đến giờ phút này thì cuối năm là cũng có trên 1.000 lượt khách. Nhưng bà con chúng tôi thì thấy nếu mà làm như thế này thì là sẽ nâng cao cái thu nhập cho bà con mình rất là tốt. Các cái hộ tiếp tục nâng cao những cái hoạt động du lịch của mình. Đối với điểm du lịch cộng đồng Mỏ Gà thì hiện nay thì đang có 4 hôm tây, những năm tiếp theo thì đang dự kiến là cũng phát triển thêm khoảng tầm 10 căn nhà sàn truyền thống nữa để đảm bảo cái lượng du khách đến lưu trú mà cũng như là các cái chương trình trải nghiệm. Huyện Võ Nhai hiện có 82 điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, trong đó có 5 di tích cấp quốc gia và 10 di tích cấp tỉnh. Không chỉ tập trung vào mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, Võ Nhai còn có tiềm năng phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, những tiềm năng này cần được đầu tư tạo liên kết, kết nối với các điểm du lịch để phát triển tour, tuyến một cách chuyên nghiệp, đồng bộ hơn. Từ đó định danh cái tên Võ Nhai trên bản đồ du lịch Thái Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung. Đối với Võ Nhai thì chúng tôi cũng suy nghĩ câu chuyện là mình sẽ phải có những kết nối với những cái vùng lân cận như là Bắc Sơn của Lạng Sơn, rồi là các cái Yên Thế của Bắc Giang, những cái xã, những cái huyện mà giáp danh với Võ Nhai mà có những cái điểm mà có thể làm du lịch được thì để tạo thành một cái chuỗi hành trình nó hấp dẫn, vừa là làm du lịch lịch sử, vừa là du lịch cội nguồn, nhưng mà vừa là gắn với du lịch nông nghiệp và du lịch để trải nghiệm các cái bản sắc văn hóa của người đồng bào các dân tộc thiểu số ở trên địa bàn. Với các điểm đến được hình thành dựa trên các yếu tố bản sắc văn hóa, lịch sử, điều kiện tự nhiên và đặc điểm dân cư sẽ giúp người dân Võ Nhai tăng thu nhập, giải quyết việc làm và nâng cao dân trí của cộng đồng, tăng trải nghiệm cho du khách, đưa Võ Nhai trở thành một trong điểm sáng về du lịch với sức hút riêng, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện vùng cao này.